Xin chào tất cả các bạn cùng bà con cô bác gần xa ở khắp mọi nơi nha các bạn. Mời các bạn xem cái này nè các bạn. Cái này là thịt ba gọi đấy các bạn. Và hôm nay mình sẽ làm cái món thịt ba gọi kho quéo đó các bạn. Hồi xưa nhớ là mình như gọi là kho quẹt á. Nhưng bây giờ mình đổi lại là mình làm gọi là kho quéo các bạn. Kho cho nó quéo lại luôn. Cái thịt ba gọi này mình đã xắt ra rồi và đã tỉa bớt cái mỡ đi đó các bạn. Và còn lại cái nạc với cái mỡ ít thôi và sắt mỏng đó. Và bây giờ mình tiến hành mình kho nha các bạn, và muốn hy vọng được các bạn đồng hành với mình cho nó vui nha. Cảm ơn các bạn. Các bạn ơi, trước khi mình làm á, nấu nồi nước sôi mình trụng nó sơn lại đấy các bạn, cho nó bớt đi cái mùi cái này cái nọ đó. Đó, mình trụng cho nó ra bớt các bạn, cho nó bớt đi cái dầu mỡ hoặc là hương mùi gì của nó đó. Rồi từ sau đó tiến hành mình ướp mình làm nữa các bạn. Giờ đang trụng nó này các bạn. Và cái này đã được trụng nước sôi xong rồi này các bạn. Và khi trụng nước sôi xong mình đem đi rửa lại một tí nữa, rửa lại bằng nước lạnh. Rồi tiến hành ướp mình kho các bạn. Và các bạn tiếp tục theo dõi nha. Các bạn ơi, xem là các bạn, cái này là mình làm nước màu các bạn. Ở đây không có xài nước màu mua ở ngoài. Mỗi lần mình làm cái này nọ này mình tự thắng tí xíu rồi bỏ miếng đường miếng dầu vô cho nó đỏ lên. Bữa này mình cho tỏi vô luôn cho nó thơm các bạn. Khi mà nó đỏ đỏ rồi đó, nó chuẩn bị thành nước màu đó, cho miếng tỏi vô để cho tỏi nó trở thành màu vàng rồi nó thơm. Xong rồi để thịt vô kho các bạn. Đấy, và bây giờ mình cho thịt vào các bạn. Các bạn xem nè. Đấy. Rồi mình trộn lên. Nó trộn lên xong rồi bắt đầu mình nêm nếm tất cả đường, nước mắm gì đó các bạn. Mình bỏ sao cho nó vừa ý mình thôi. Và các bạn ơi, mình muốn nói cái này. Cái này là mình kinh nghiệm mình làm trong nhà bếp nha các bạn, chứ không phải hướng dẫn hay là vì như các bạn, do đó mình không có để lại công thức rồi bao nhiêu đường, bao nhiêu muối, bao nhiêu nước mắm này nọ, mình không có để, mình chỉ nhắm chừng mọi thứ nha các bạn. Cuộc sống ở đây là như thế đó các bạn, cứ ai rảnh là vào nhà bếp rồi làm thôi. Rồi vào nhà bếp nhiều lần cứ làm ăn riết rồi đó là tự là kinh nghiệm rồi làm thôi. Chứ thật ra thì chẳng có sách vở nào hướng dẫn hay là học hỏi gì ở đâu các bạn. Cứ làm ăn riết rồi kinh nghiệm gì đó, ở nhà này mấy nhỏ cũng thế các bạn. Đó. Nó thích ăn cái gì thì nó vào nó làm. Nó mà hy vọng các bạn xem đến khi thành phẩm mình sẽ quay để các bạn xem cái công đoạn thành phẩm nó như thế nào nha các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Bây giờ các bạn, khi mình đã ướp đường, ướp muối này kia các thứ nó thấm xong rồi đó, thì mình cho ít nước dừa vào các bạn. Ở đây nó không có nước dừa tươi, mình sử dụng cái loại nước dừa này nè các bạn. Nước dừa đóng lon đó. Nước dừa này mình uống cũng được luôn, nước dừa này ngon lắm, nó giống như nước ngọt vậy đó các bạn. Đó, mình cho ít nước dừa vào, mình kho. Cho nước dừa vào và kho, mình kho cho nó cạn luôn các bạn, cạn nó quéo lại luôn là nó thành á. Nhớ hồi xưa ở Việt Nam mình gọi là thịt cái gì quên này, kho quẹt. Còn bây giờ thì mình không có gọi kho quẹt, mình gọi kho quéo các bạn, cho nghe cho nó sang tí. Đó, và mời các bạn tiếp tục xem cho đến khi thành phẩm nha các bạn. Đây này các bạn, mời các bạn xem nè các bạn. Giờ xong rồi đó các bạn, nó khô nó cạn rồi đó. Khô nó cạn nó quéo lại luôn rồi. Mà nhìn thấy rồi mình nghĩ là nó mặn, nhưng mình nếm nếm nó không có mặn các bạn. Vừa ăn thôi. Vừa thôi, cái này mình có thể mình bỏ vào bánh mì mình ăn cũng được đó các bạn. Nhưng mà đặc biệt ăn với cơm là ngon lắm luôn á. Đó, ăn với cơm là nồi cơm mà nóng mới nấu chín tới đó, ăn cũng ngon lắm. Mà ăn cơm nguội lúc trời mưa đó, cũng ngon lắm đó các bạn. Đó, ăn cơm nóng lúc trời mưa chứ nó mới ấm. Ngon lắm đó. Ai thích ăn ớt nhiều thì mình để ớt nhiều nha các bạn. Còn muốn ăn tiêu thì mình có thể để tiêu. Đấy các bạn xem đấy, các bạn nhìn ngon lắm. Hồi xưa thì hay gọi là kho quẹt á, mấy nhỏ mình cũng thích lắm, nó cho làm thịt kho quẹt đi đó. Nhưng mà giờ không gọi kho quẹt nữa, gọi kho quéo. Biết mấy nhỏ nó cũng nói là cha ta làm kho quéo. Kho quéo ăn đấy. Ăn với cơm á, nó được lắm các bạn.
Và các bạn ơi, mình xin kết thúc video tại cái đây nha các bạn. Kính chúc tất cả các bạn cùng bà con cô bác gần xa khắp mọi nơi có những ngày tháng thật sự là an lành và hạnh phúc nha các bạn. Và rất mong được các bạn ủng hộ mình nha các bạn. Mỗi lần mà được các bạn hay ai đó đăng ký ủng hộ thì vui lắm. Đấy, cảm ơn các bạn nhiều lắm. Và xin chào tạm biệt nha.